Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn An, sinh năm 1999, ngụ ấp Vinh Hội, xã Giang Quế Tây, về tội cướp giật tài sản. Trước đó, An điều khiển xe máy trên tuyến đường. Khi đến khu vực cầu Cả Bướm thuộc ấp Vinh Thái, xã Giang Quế Tây, thấy ông Nguyễn Văn Đê, sinh năm 1959, ngụ xã Quang Giang Quế Đông, đang bán vé số nên giả vờ hỏi mua. Nạn nhân đưa cho thanh niên 115 tờ vé số để lựa, thì An bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Ông Đê đạp xe đuổi theo và truy hô, nhưng không kịp. Qua điều tra truy xét, công an nhanh chóng xác định Nguyễn Tấn An chính là người gây ra vụ cướp.